Chào mừng quý vị đến với chương trình Ever Nam. Tôi là MC Quỳnh Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Hãy cùng Quỳnh Anh khám phá mảnh đất đáng sống nhất Việt Nam quý vị nhé. Điểm đến mà Quỳnh Anh muốn nhắc tới đó là Đà Nẵng. Chúng ta có thể lựa chọn đi du lịch đến Đà Nẵng vào thời điểm tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Đây là khoảng thời gian thành phố bước vào mùa khô, thời tiết trong xanh. Hứa hẹn sẽ cho các bạn những khoảnh khắc tuyệt vời tại nơi đây. Khi đến với Đà Nẵng, chúng ta không thể bỏ qua những điểm du lịch nổi tiếng như Cầu Vàng, Cầu Rồng, Banana Hills, bãi biển Mỹ Khê. Đặc biệt, chúng ta không thể bỏ qua những món hải sản tươi ngon ở đây. Hy vọng những gợi ý của Quỳnh Anh, quý vị đã có thêm một điểm đến trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.